Chương 5. Cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin của tế bào. Thứ nhất, chúng ta biết giữa các tế bào cạnh nhau luôn luôn có quá trình trao đổi thông tin. Ở đây, ngay cả trong cơ thể cũng tương tự như vậy. Quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin sẽ giúp tế bào và cơ thể trả lời các phản ứng từ môi trường và điều hòa mọi hoạt động sống của mình. Quá trình tiếp nhận, truyền thông tin và xử lý thông tin là một quá trình tất yếu ở mọi cái sinh vật đơn bào và đa bào. Quá trình này rất phức tạp, có sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau trong tế bào, đảm bảo cái quá trình sinh trưởng, phát triển bình thường của tế bào và cơ thể. Vậy trước hết thì chúng ta phải hiểu khái niệm thế nào là tín hiệu. Tín hiệu ở đây được hiểu là một cái đại lượng vật lý chứa đựng thông tin hoặc là cái dữ liệu có chuyển truyền đi xa và tách thông tin ra được thì người ta gọi là tín hiệu. Việc chuyển đổi tín hiệu đó là chuyển từ dạng này sang dạng khác thì được chuyển tín hiệu. Cũng tương tự như là cái quá trình chuyển tín hiệu ở điện thoại. Chúng ta có tín hiệu đầu vào đó là cái tín hiệu điện tử. Nhưng tín hiệu đầu ra của chúng ta lại là một cái dạng tín hiệu đó là tín hiệu âm thanh. Ở trong tế bào tương tự như vậy. Các phân tử tín hiệu được nhận bởi các tế bào đích thông qua các trụ thể nằm ở trên bề mặt tế bào. Sau đó nó được chuyển đổi thành cái dạng tín hiệu nội bào là những phân tử phía bên trong của tế bào. Như vậy cái việc chuyển đổi này từ dạng tế bào này, từ dạng vật lý này sang dạng vật lý khác hoặc từ cái dạng thông tin này sang dạng thông tin khác. Cái khái niệm thứ hai đó là cái khái niệm tín hiệu tế bào. Tín hiệu tế bào là thông tin giao tiếp giữa các cấu trúc trong tế bào hoặc là cái thông tin giữa tế bào với nhau hay với lại cái cấu trúc khác trong cơ thể. Tín hiệu tế bào sẽ giúp cho các cấu trúc và tế bào liên lạc với nhau và phản ứng thích hợp. Ví dụ như sơ đồ cái mô hình ở trên cái slide các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đây là một cái hình rất là vui. Nó để mô tả một cái tín hiệu tế bào đang nói chuyện với một cái tín hiệu tế bào nhìn có vẻ già hơn về việc nhận ra được cái thụ thể ở trên bề mặt tế bào làm thế nào để nó nhận ra được cái thụ thể đấy. Thì cái tín hiệu già hơn nó sẽ nói là gì ạ? Bạn có thể dễ dàng nhận ra được cái thụ thể của mình thôi, đúng không ạ? Vậy tín hiệu tế bào thì gồm những cái loại tín hiệu nào? Ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách phân loại về tín hiệu. Phân loại tín hiệu thì ở đây người ta chia tín hiệu thành 4 cái loại tín hiệu như sau. Thứ nhất là tín hiệu điện học. Tín hiệu điện học thì gồm nhiều loại tín hiệu khác nhau. Ví dụ như là cái tín hiệu điện hóa hay là sự cái chênh lệch điện thế ở trong và ngoài màng trong quá trình dẫn truyền của sợi trục của neuron thần kinh. Cái loại tín hiệu thứ hai đó là tín hiệu vật lý. Tín hiệu vật lý là tín hiệu về nhiệt độ, ánh sáng tác động do trực tiếp xúc trực tiếp giữa hai cái tế bào cạnh nhau thì nó gọi là tín hiệu vật lý. Cái loại tín hiệu thứ ba đó là tín hiệu hóa học. Tín hiệu hóa học ở đây là gồm các loại hormone, các phần tiết của tuyến tiết như là tín hiệu ngoại tiết, tín hiệu nội tiết và tín hiệu tự tiết. Cái loại tín hiệu thứ tư đó là tín hiệu tổng hợp. Tín hiệu tổng hợp này thì nó gồm cái loại tín hiệu được hình thành từ những cái hình ảnh ở trong giấc mơ hoặc là sự tưởng tượng. Mỗi chúng ta đều có một cái lần tưởng tượng là gì ạ? Đang ngủ chúng ta đứng vào cái bụng chuối này. Các bạn có nhớ không ạ? Và sáng sau chúng ta dậy tự đi giặt chăn và ra, đúng không ạ? Cái cách phân loại tín hiệu thì ở đây tùy từng cái bản chất của tín hiệu và cái cơ chế tác động của tín hiệu, người ta chia tín hiệu tế bào thành hai nhóm, gọi là tín hiệu sơ cấp và tín hiệu thứ cấp. Tín hiệu sơ cấp ở đây là những phân tử protein, các hormone, các chất hóa học, các chất khí, các steroid, các peptide, vân vân. Các tín hiệu sơ cấp này có thể gọi chung là các phân tử gắn hay là liga. Các phân tử này thì có vai trò đó là nhận biết và gắn đặc hiệu với lại các thực thể ở trên bề mặt của tế bào. Như vậy, tín hiệu sơ cấp ở đây đó là cái thông tin, các phân tử thông tin từ bên ngoài đưa đến tế bào. Cái loại tín hiệu thứ hai gọi là tín hiệu thứ cấp. Tín hiệu thứ cấp là các phân tử đặc hiệu có kích thước nhỏ, ví dụ như là CAMP, CGMP, IPA, IP3, CA2+, vân vân. Các phân tử này là các phân tử được tạo nên khi mà cái thụ thể nó tiếp nhận cái tín hiệu và nó được gọi là các phân tử truyền tin nội bào.
Các phân tử này tạo nên một chuỗi các phản ứng phosphorin hóa protein cơ chất, làm cho thông tin của các tín hiệu sơ cấp được khuếch đại và truyền đến đích. Đích ở đây thì là các bộ phận hay là các bào quan ở trong tế bào, hoặc là các tế bào đích ở trong cơ thể. Hai, các phân tử tín hiệu. Trong tế bào thì có nhiều loại phân tử tín hiệu khác nhau. Mỗi loại phân tử tín hiệu sẽ có cái vai trò khác nhau trong quá trình truyền thông tin, cũng như là để trả lời tế bào. Dựa vào bản chất của các phân tử tín hiệu, nguồn gốc tạo thành và cái hiệu quả tác động của mỗi phân tử tín hiệu, người ta chia phân tử tín hiệu thành nhiều cái nhóm khác nhau. Như ở đây tôi đưa ra thành 7 cái nhóm. Cái nhóm phân tử thứ nhất đó là nhóm phân tử tín hiệu như là các peptide, các hormone, gồm các chất ví dụ như là insulin, glucagon, hormone tăng trưởng, prolactin, FSH, vân vân. Các nhóm tín hiệu này có chức năng như các tín hiệu để các cơ quan thực hiện các yêu cầu của bộ phận điều hòa. Ví dụ như là insulin. Insulin này thì được sản xuất ở tuyến tụy, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ tác động để chuyển hóa gluco thành glycogen dự trữ ở trong gan, hoặc là nó tăng cường tác động đến cái tổng hợp protein hoặc là glycogen. Ngoài ra thì insulin còn làm tăng cái dự trữ glycerin và giảm các axit béo tự do trong cái tuần hoàn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó như là tín hiệu để các cơ quan thực hiện các yêu cầu khác. Nhóm phân tử thứ hai là nhóm phân tử neurohormone. Nhóm phân tử neurohormone thì gồm có các chất ví dụ như là oxytocin, endorphin. Những peptide này do neuro chế tiết gọi là neuropeptide. Một số cái neuropeptide được gọi là neurohormone. Các neuro này có các đặc điểm như là do neuro tiết, sản phẩm bài tiết do dòng máu phân phối và có tổ chức tế bào tiếp nhận. Các neurohormone này có tác dụng như là kích thích tố, nó được tiết vào máu và cho tác dụng toàn cơ thể. Nhưng nó cũng có thể là có một cái vai trò của dẫn truyền thần kinh hoặc là các vai trò khác như là tự động hoặc là tự đưa tin. Nhóm phân tử tín hiệu thứ ba là nhóm phân tử tín hiệu có bản chất là lipid như là các steroid, ví dụ như là progesterone, glucocorticoid hay là aldosterone. Ví dụ như là aldosterone. Aldosterone là một loại hormone cần thiết để duy trì cái lượng natri ở trong natri ở trong thận, tuyến nước mọt, tuyến mồ hôi và đại tràng. Nó cũng đóng vai trò trong cái việc là điều hòa cân bằng nội mô về huyết áp, nồng độ natri cũng như là kali trong cái tường. Nhóm phân tử thứ tư là nhóm các phân tử là các chất khí, gồm các chất khí như là NO, CO. Ví dụ như là phân tử NO được sinh ra nhiều từ các enzyme trong cơ thể. Nó có tác dụng trong việc giãn nở mạch máu, đưa oxy và các chất dinh dưỡng và các tế bào cơ đến từng phần của cơ thể. Nhờ vậy, giúp các cơ bắp vững chắc và giúp việc chuyển hóa năng lượng ổn định, sức chịu đựng bền bỉ và khả năng phục hồi tốt hơn với cơ. Nhóm phân tử tiếp theo đó là nhóm phân tử tín hiệu thần kinh. Nhóm các phân tử tín hiệu thần kinh như là acetylcholine, epinephrine, serotonin hay là dopamine có chức năng là các chất vận chuyển thần kinh khi thông tin chuyển từ synapse này sang synapse khác qua cái khe synapse. Nhóm phân tử tiếp theo là nhóm phân tử tín hiệu là các nucleotide, các vitamin A, các axit béo. Các nu được tìm thấy trong tế bào là các dẫn xuất dự vòng của các hợp chất cơ bản bậc cao, đó là purin và pyrimidine. Nó là cái yếu tố dàn xếp của nhiều quá trình nội bào quan trọng, như là chất chuyển tín hiệu thứ hai trong hiện tượng chuyển nạp. Chất chuyển tín hiệu thứ hai chính như thế đó chính là cái AMP vòng hay là CAM, một dẫn xuất dạng vòng của AMP hình thành từ ATP. Nhóm các phân tử tín hiệu là các nucleotide, vitamin A, axit béo. Các nu được tìm thấy trong tế bào là các dẫn xuất dự vòng của các hợp chất cơ bản bậc cao, đó là của purin và pyrimidine. Nó là yếu tố dàn xếp hay là sắp xếp của nhiều cái quá trình nội bào quan trọng như chất truyền tin thứ hai trong các hiện tượng chuyển nạp, đó là AMP, một dẫn xuất dạng vòng của AMP hình thành từ ATP.
Nhóm cuối cùng đó là nhóm các phân tử tín hiệu có bản chất là các hormone, các nhân tố sinh trưởng, các chất điều hòa hoạt động của tế bào. Chúng ta biết hormone là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc là một cái tuyến nội tiết bài tiết vào máu và được máu đưa đến các tế bào hoặc là các mô khác nhau trong cơ thể, gây ra các tác dụng sinh lý tại đó, ví dụ như là testosterone hoặc là estrogen. Hormone dạng steroid và hormone dạng tuyến giáp có trọng lượng phân tử nhỏ, hòa tan trong mỡ và có thể khuếch tán qua màng và có thể kết hợp với lại các cụ thể đặc hiệu trong bào tương hoặc là trong nhân. Các chất điều hòa tăng trưởng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với lại tế bào, ví dụ như là auxin, ảnh hưởng đến các hoạt động của thượng tầng sinh mô của thực vật. 2. Mối liên hệ và sự kết nối tế bào. Tế bào sống có nhiều cái mối tương tác khác nhau, đó là sự liên hệ giữa các tế bào cạnh nhau, liên hệ giữa các tế bào với lại cái chất nền ngoại bào, liên hệ giữa các bộ phận hay là các mô khác nhau trong cơ thể, liên hệ với lại cái tế bào xung quanh. Ở sinh vật đa bào, giữa các tế bào trong cùng một mô, một hệ cơ quan có các kiểu liên hệ kết tế bào với tế bào và tế bào với lại ngoại bào. Ở các sinh vật đơn bào thì các mối liên hệ giữa tế bào, mối liên hệ với lại tế bào xung quanh. Các mối liên hệ giữa các tế bào này để đảm bảo cái tính thống nhất, bền vững của các mô, đồng thời tham gia vào quá trình chuyển thông tin giữa các tế bào và cơ quan. Thứ nhất là liên kết giữa hai tế bào. Mỗi mô được hình thành từ nhiều cái tế bào cùng loại. Giữa các tế bào thì có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Hai tế bào kể nhau thì có sự liên hệ với nhau bằng ba cái dạng kết nối chủ yếu. Đó là kết nối chặt, kết nối giữa các rãnh và kết nối neo giữ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái loại liên kết, kết nối giữa các tế bào với nhau. Đây là cái hình ảnh nó mô tả ba cái dạng kết nối. Cái kết nối đầu tiên đó là cái kết nối chặt. Cái kết nối chặt này thì nó sẽ hạn chế cái sự dịch chuyển giữa hai cái tế bào, hoặc là nó sẽ ngăn ngừa cái quá trình chuyển các chất qua nhau. Hay những cái kết nối chặt này sẽ làm cho tế bào dính chặt lại với nhau. Cái kết nối thứ hai là kết nối neo giữ. Kết nối neo giữ ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đó là những cái kết nối dính, trong đó nó có thể là dính vào các thể liên kết khác nhau. Kết nối neo dính này nó có thể là giữa hai cái tế bào hoặc là giữa cái tế bào với lại cái chất nền tấm lamina. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Cái loại kết nối thứ ba đó là kết nối rãnh thông, hay là gọi dịch ra có thể là kết nối khe. Kết nối rãnh thông này thì nó cho phép cái quá trình vận chuyển giữa các chất giữa hai cái tế bào thông qua cái khe hay cái rãnh được tạo bởi cái kết nối. Đầu tiên là cái kết nối chặt. Kết nối chặt hay ở đây chúng ta gọi là các kết nối bít kín là kiểu kết nối thường gặp ở trong các tế bào biểu mô. Kết nối chặt được cố định vị trí hai tế bào kề nhau bằng những cái phân tử protein đặc hiệu. Kết nối chặt có vai trò quan trọng, đặc biệt là các tế bào biểu mô ruột, giúp cho các tế bào biểu mô ruột hấp thu được các chất dinh dưỡng vào tế bào theo một chiều nhất định. Các chất dinh dưỡng được hấp thu sau đó được chuyển tới thành mao mạch mà không bị chuyển sang các tế bào bên cạnh. Ví dụ như ở trên hình, các bạn có thể nhìn thấy đây. Kết nối chặt có vai trò quan trọng ở các tế bào biểu mô. Các tế bào biểu mô nằm sát nhau là nhờ liên kết kết nối chặt được hình thành trên bề mặt của tế bào biểu mô. Ví dụ như là ở biểu mô ruột, sinh sản hoặc là hô hấp. Kết nối chặt thì bao gồm chủ yếu là sự liên kết của những protein xuyên màng của cả hai cái tế bào nằm cạnh nhau. Ví dụ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây là hai tế bào A và tế bào B. Cái lớp này là lớp màng tế bào, hai lớp màng tế bào. Hai lớp màng tế bào này được kết nối chặt lại với nhau bởi những cái phân tử protein. Và ở đây chúng ta vẫn thấy cái khoảng gian bào giữa hai cái tế bào, đúng không ạ? Đây là những nhóm protein liên kết, là những protein xuyên màng nằm giữa hai cái lớp màng tế bào. Kết nối chặt này
sẽ đóng một cái vai trò như là một cái rào cản phân tử nhỏ từ cái ngoại bào. Nó rất là quan trọng ở cái tế bào biểu mô của ruột. Nó giúp các tế bào biểu mô ruột hấp thu các dinh dưỡng vào tế bào nó theo một cái chiều nhất định. Các protein màng đóng vai trò quan trọng như là các rào cản. Nó duy trì chức năng xuất nhập bào của màng tế bào. Ở cái biểu mô ruột này thì các chất dinh dưỡng được hấp thu sau đó chuyển tới mao mạch mà nó sẽ không bị chuyển giữa các tế bào bên cạnh. Loại kết nối thứ hai là kết nối tế bào bằng các dạng thông. Ở nhiều tế bào động vật và thực vật, giữa hai tế bào cạnh nhau thì liên hệ với nhau bằng các dạng nối. Các kết nối này nối từ tế bào này sang tế bào khác được gọi là kết nối dạng thông. Các dạng thông thì được cấu tạo từ vài các phân tử protein đặc hiệu nối từ tế bào chất này sang tế bào chất khác. Ở các tế bào động vật, các rãnh thông này được gọi là các cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào. Đây là hình ảnh nó mô tả cái cầu nối, cái rãnh thông của cả tế bào động vật và tế bào thực vật. Đối với lại tế bào động vật, đối với tế bào động vật thì ở đây các rãnh thông này nó cho phép các tế bào cạnh nhau vận chuyển các ion, các chất hóa học, các phân tử và nước giữa hai cái tế bào. Ở động vật có xương sống, các cầu nối này được hình thành bởi 6 các protein nằm trên màng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nó hình thành lên được cái dạng. Khi các tế bào xếp thẳng hàng, thì cái cầu nối này nó sẽ đóng lại. Nhưng khi tế bào, các protein này xếp lệch đi, thì nó hình thành lên một cái đường nối hay là cái cầu nối giữa hai cái tế bào. Nó cho phép các chất đi qua cái cầu nối này. Các kết nối rãnh thông này đặc biệt quan trọng, nó rút ngắn được cái khoảng cách giữa hai cái tế bào cạnh nhau. Ví dụ như ở trong tế bào cơ tim, cái kết nối rãnh thông này nó giúp cho cái quá trình truyền tín hiệu điện để giữa các tế bào cơ tim. Khi mà cái truyền tín hiệu giữa các tế bào cơ tim này lan truyền nhanh chóng thì nó cho phép các tế bào cơ tim co lại đồng thời cùng với nhau. Đối với lại tế bào thực vật thì nó được bao quanh bởi một cái màng, hay chúng ta gọi là bởi một cái thành. Cái thành này thì nó ngăn cách giữa các tế bào thực vật, nó không giống với lại cái tế bào động vật. Tuy nhiên, giữa các tế bào thực vật thì vẫn có cái cấu trúc chúng ta được biết tới, đó là cái cầu nguyên sinh chất. Cầu nguyên sinh chất này thì nó cho phép các chất, các ion, nước đi qua giữa các tế bào cạnh nhau nhờ cái áp suất thẩm thấu. Ở đây thì chỉ có một cái giới hạn duy nhất để trao đổi các chất giữa hai tế bào cạnh nhau, đó là kích thước. Kích thước phân tử nó, nếu mà nó lớn hơn cái cầu nguyên sinh chất này thì nó không được phép đi qua. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng là cái cầu nguyên sinh chất này nó có thể là mở rộng ra để cho phép các chất có kích thước lớn đi qua, ví dụ như là protein. Cái cơ chế này thì hiện nay vẫn chưa được nghiên cứu và tìm hiểu rõ. Các tế bào liên kết cơ học với những tế bào khác hay là protein chất nền ngoại bào tại những vùng riêng biệt gọi là liên kết neo. Các liên kết dạng neo này là kiểu kết nối phổ biến giữa các tế bào nhờ một số các phân tử protein kết nối như cadherin, integrin, selectin làm cho các tế bào có sự liên kết chặt với lại nhau. Các liên kết này đối với mặt ngoài của màng tế bào với lại các protein ở trên bề mặt tế bào lân cận hoặc là trên các chất nền. Các phân tử protein nối khác nhau có cấu trúc khác nhau, liên kết giữa hai cái tế bào theo những cái cơ chế khác nhau. Nhiều loại tế bào được liên kết với nhau chặt chẽ nhờ protein neo đặc hiệu gọi là cadherin. Ở đây thì có một số những cái liên kết như sau. Thứ nhất là liên kết dính, kết nối các sợi actin của tế bào này với một phân tử chất nền ngoại bào hay là các protein liên kết xuyên màng với vùng ngoại bào của các tế bào khác. Ví dụ các bạn có thể nhìn ở trên hình,
Đây là hai cái tế bào được kết nối với nhau ở phần giữa thông qua cái protein casein. Thứ hai là thể bán liên kết. Đó là cái kết nối bề mặt của tế bào biểu mô và các sợi trung gian vào cái tấm bỏng nằm bên dưới của chất nền ngoại bào, gọi là mạng cơ bản. Đây là mô hình mô tả cái kết nối. Đây là cái hình ảnh chụp dưới cái hiển vi. Thứ ba là thể liên kết. Thể liên kết là liên kết gián tiếp từ những sợi trung gian của tế bào với những tế bào khác. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây là những cái thể liên kết kết nối với nhau. Đây là cái hình ảnh phóng to giữa những cái thể liên kết. Đây là cấu trúc màng tế bào. Và đây là những tấm thể liên kết giữa hai tế bào nối với nhau bằng kaolin. Thụ thể bám dính. Sự liên kết ban đầu giữa tế bào với bề mặt thường liên quan đến sự hình thành những liên kết chuyên biệt giữa thụ thể và chất gắn kết. Ở đây thì có bốn cái thụ thể bám dính như các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó là integrin cam, đó là cái globin miễn dịch, cái kaolin và cái selectin. Đầu tiên, đó là cái thụ thể integrin. Họ integrin của các phân tử bề mặt tế bào thì có liên quan đến sự bám dính và sự di động của tế bào. Về bản chất của nó thì đó là một cái protein xuyên màng, nó xuyên qua màng và nó liên kết với lại những cái sợi actin bên trong của tế bào. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là sợi actin, đây là màng tế bào, đây là integrin nó liên kết với lại bên ngoài, cùng bên ngoài. Thứ hai, thụ thể giống globulin miễn dịch. Tất cả các thành viên của họ này thì đều có cái cấu trúc tương tự như là globulin miễn dịch. Ngoài ra thì NCAM nó có cấu trúc giống như các phân tử chất nền ngoại bào như fibronectin. NCAM cũng có chức năng trong sự bám dính tế bào với sự phát triển của sợi trục thần kinh, chủ yếu là các cái liên kết đồng dạng. Loại thứ ba là caherin. Caherin là một họ lớn gồm các phân tử liên kết như là E-caherin, P-caherin, N-caherin. Cấu trúc của các phân tử này thì gồm có 5 cái vùng ngoại bào được lặp lại, người ta gọi là vùng CD, vùng liên kết C canxi 2 cộng, vùng mở rộng màng và vùng tế bào chất. Và loại cuối cùng là selectin. Selectin ở đây thì có 3 cái dạng, là dạng E ở các tế bào nội mô, dạng L thì ở các tế bào bạch cầu và dạng P là ở cái tiểu cầu và các nội mô. Đây là cái mô hình mô tả cái cấu trúc của selectin. Kết nối tế bào với lại chất nền ngoại bào. Chất nền ngoại bào là cái cấu trúc vô định hình nằm bên ngoài màng tế bào. Nó được cấu tạo từ nhiều cái thành phần khác nhau. Các phân tử collagen, elastin tạo nên các cấu trúc dạng sợi. Các phân tử proteoglycan, fibronectin, laminin tạo nên các hỗn hợp. Giữa các tế bào với lại chất nền ngoại bào có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhờ các phân tử gọi là phân tử protein neo dính. Các protein này đặc hiệu nối các thành phần của chất nền ngoại bào với lại các protein khung xương của tế bào. Mối liên hệ giữa các tế bào với chất nền ngoại bào là do các loại protein đặc hiệu. Các phân tử protein neo dính nối phần nhô ra của các protein xuyên màng với lại các phân tử collagen trong chất nền ngoại bào. Các phân tử protein integrin nối tế bào biểu mô này với lại cái màng đáy. Phần thứ ba, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin. Làm thế nào để cái tín hiệu tế bào nó hoạt động được, như thế nào, ở đâu và bao nhiêu, thì tiếp nhận và xử lý thông tin tế bào, đây là một cái quá trình rất là phức tạp. Nó gồm có 3 cái giai đoạn chủ yếu. Đó là tiếp nhận tín hiệu, truyền tín hiệu, các phản ứng trả lời của tế bào. Tùy từng loại tín hiệu tế bào khác nhau mà các phản ứng trả lời nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là biểu hiện gen, tăng cường hệ ức chế trao đổi chất hoặc là kích hoạt cái enzyme để điều hòa các hoạt động của tế bào. Trả lời tín hiệu của tế bào là tăng cường hoặc là ức chế các phản ứng sinh hóa trong tế bào dẫn đến sự thay đổi hoạt động sống của tế bào. Trả lời tín hiệu tế bào có thể làm cho tế bào sinh trưởng mạnh hơn, tế bào chuyển sang giai đoạn phân chia, tế bào vào chu trình thoái hóa và chu trình apoptosis, vân vân. Ở đây thì có một cái sơ đồ nó mô tả cái quá trình chuyển thông tin.
và truyền tín hiệu và xử lý thông tin trong tế bào. Thì một cái tín hiệu, phân tử tín hiệu màu đỏ nó sẽ được tiếp nhận bởi một cái protein thụ thể. Sau đó protein thụ thể này sẽ truyền tín hiệu vào thông qua các protein tín hiệu nội bào. Từ các protein tín hiệu nội bào này nó sẽ truyền đến cái protein đích, ví dụ như là enzyme chuyển hóa, để làm tăng cường cái quá trình chuyển hóa hoặc là thay đổi cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Nó chuyển đến cái protein đích, ví dụ như là protein biểu hiện gen, thay đổi cái biểu hiện gen, về cái thay đổi cái biểu hiện gen, hay là những cái protein tế bào khác để làm thay đổi cái hình dạng hoặc là cái di chuyển của tế bào. Thì đây là cái sơ đồ nó mô tả cái quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin của tế bào. Ở đây thì mỗi tế bào nó sẽ phản ứng với lại một tập hợp tín hiệu. Những tín hiệu này có thể thay đổi cái hoạt động của các protein bên trong của tế bào. Protein này có khả năng hoạt động kích hoạt cái tế bào. Các tín hiệu được thực hiện theo một chuỗi được gọi là dòng tín hiệu. Một hệ thống cái chuyển tiếp thông tin từ vị trí tiếp nhận, tức là cái thụ thể, đến một cái điểm hoạt động, tức là những cái protein đích. Thông thường những tín hiệu này sẽ được khuếch đại khi tín hiệu đến chỉ là một phân tử, nhưng khi nó được chuyển đổi qua các protein chuyển đổi tín hiệu thì nó sẽ trở thành một cái thông tin lớn và đáp ứng được cái phản ứng của tế bào là một phản ứng lớn. Đây là một cái ví dụ về cái khuếch đại tín hiệu. Chúng ta thấy tín hiệu đầu vào được tiếp nhận bởi các thụ thể trên bề mặt tế bào. Sau đó cái tín hiệu thứ nhất sẽ được khuếch đại dần để tạo ra một cái đích lớn, chia ra thành các tác động khác nhau đến cái tế bào. Một số phân tử tín hiệu hoạt động ở bề mặt tế bào, trong khi những phân tử khác thì có thể là xâm nhập vào tế bào một cách dễ dàng và hoạt động bên trong, ví dụ như là các steroid. Trên đây là cái sơ đồ mô tả hai cái quá trình tác động. Thứ nhất là cái phân tử tín hiệu màu đỏ nó tiếp xúc với lại một cái thụ thể ở trên bề mặt tế bào. Và thông thường ở đây thì những cái phân tử này là những cái loại phân tử phân cực, là ưa nước. Còn cái loại thứ hai là những cái tế bào nhỏ, nó có thể xâm nhập trực tiếp qua cái màng tế bào, xâm nhập trực tiếp qua màng tế bào để đi vào bên trong kích hoạt những cái thụ thể phía bên trong của tế bào. Và ở đây cái phân tử tín hiệu này, ví dụ như là có thể là các steroid. Một ví dụ đơn giản về kích thích hoạt động của một steroid đó là cortisol. Khi cortisol nó xâm nhập vào trong tế bào thì nó sẽ tiếp nhận liên kết với lại cái protein đích của nó, cái thụ thể. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái protein đích. Nó sẽ kích hoạt cái protein này. Sau đó protein đích của nó sẽ xâm nhập vào màng nhân, vào nhân qua cái lỗ màng nhân và kiểm soát trực tiếp những cái gen mục tiêu của nó để tạo ra những cái phân tử mRNA. Đây là cái kích hoạt, là kích hoạt thứ hai. Vậy vai trò của các dạng thụ thể hay là những cái phân tử tiếp nhận và thụ thể trong nội bào như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thụ thể màng. Thụ thể màng là những thụ thể nằm trong màng tế bào chất. Thụ thể màng có thể là một phân tử protein, một phân tử lipoprotein, hoặc là những cái enzyme đặc hiệu, hoặc là một cái phức hợp phân tử protein màng liên kết với một cái enzyme khác ở trên màng. Trên màng tế bào chất thì có rất là nhiều các loại thụ thể khác nhau tiếp nhận cái tín hiệu sơ cấp. Ở đây thì cái từ gọi chung nó là từ ligand. Dựa vào cái cấu trúc, chức năng và cơ chế hoạt động của thụ thể màng thì có thể chia ra làm ba cái nhóm. Đó là thụ thể G protein, thụ thể enzyme và thụ thể kênh vận chuyển ion. Đây là cái hình nó mô tả ba cái thụ thể khác nhau. Thứ nhất là thụ thể kênh ion,
Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, khi cái kênh thụ thể này nó bám vào, nó có phân tử ion bám vào thì nó sẽ kích hoạt để cái ion này có thể là vận chuyển qua các kênh. Thứ hai là thụ thể G-protein. G-protein thì khi cái phân tử tín hiệu tiếp xúc với lại phân tử G-protein thì nó sẽ làm cho cái phân tử này nó kích hoạt, và nó sẽ kích hoạt một cái enzyme trên màng. Và thứ ba là thụ thể enzyme. Thụ thể enzyme ở đây cũng tương tự như vậy. Thì khi mà cái phân tử tín hiệu nó tiếp xúc với lại cái thụ thể thì nó làm cho cái phân tử enzyme, cái bên enzyme bên trong nó kích hoạt cái enzyme đấy trong tế bào hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng cái thụ thể một. Thứ nhất là thụ thể G-protein. Thụ thể G-protein là một cái phân tử protein đặc hiệu, protein xuyên màng liên kết chặt chẽ với lại một phân tử protein G phía trong của màng tế bào. Đây là cái sơ đồ mô tả, các bạn có thể nhìn thấy cái thụ thể và nó liên kết với lại một cái phân tử protein G. Thụ thể G-protein liên kết cấu tạo từ một cái phân tử protein có trọng lượng khoảng 64 kilodalton. Đầu NH2 của nó thì nằm phía bên ngoài tế bào, đầu CO2 thì nằm phía bên trong của tế bào. Thụ thể protein là lớp lớn nhất của thụ thể bề mặt tế bào. Người ta đã biết được là có hàng trăm cái loại thụ thể protein, G-protein. Và ở đây thì thụ thể G-protein nó sẽ có một cái cấu trúc chung. Nó là một cái polypeptide duy nhất, nó truyền qua, truyền lại, hay là protein xuyên màng. Nó xuyên qua 7 lần với cái màng tế bào. Những thụ thể này có thể liên kết với lại tất cả các loại các phân tử tín hiệu như là protein, peptide, acid amin, thậm chí là cả acid béo. Khi liên kết với lại các phân tử tín hiệu ngoại bào, thụ thể trải qua các cái thay đổi vật lý và nó cho phép kích hoạt một cái protein nằm phía bên trong của màng tế bào. Về cấu trúc thì các phân tử protein G cấu tạo từ ba chuỗi polypeptide là chuỗi alpha có khối lượng phân tử là 45 kilodalton. Chuỗi beta có khối lượng phân tử là 35 kilodalton và chuỗi gamma có khối lượng phân tử là 97 kilodalton. Phân tử protein G này có cấu trúc ổn định bên trong màng sinh chất và nó được liên kết, nó nhờ cái liên kết đồng hóa trị với lại các phân tử lipid. Bình thường thì các phân tử protein G ở trạng thái bất hoạt, nhưng khi tiểu phần alpha nó liên kết với lại một phân tử GDP thì thụ thể G protein nhận tín hiệu làm cho GDP trên cho GDP trên tiểu phần alpha của G protein được thay bằng GTP. Phân tử protein G chuyển sang trạng thái có hoạt tính. Khi các tiểu phần alpha của phân tử G protein G liên kết với GTP thì tạo thành một cái phức hợp giàu năng lượng. Phức hợp này tách khỏi hai tiểu phần beta và gamma của phân tử G protein, liên kết với lại các enzyme khác trên màng. Phức hợp G protein nó sẽ hoạt hóa các enzyme và làm cho enzyme này có hoạt tính tham gia vào quá trình chuyển tín hiệu. Thụ thể G protein trên màng tiếp nhận các thông tin sơ cấp, ở đây đó là các ligand, các làm hoạt hóa các protein G trong màng và làm chúng trở thành cái dạng là hoạt có hoạt tính. Các protein G này sẽ kết hợp với lại các enzyme khác, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, adenine cyclase trên màng tế bào, làm chúng trở nên hoạt tính và các protein G này biến đổi tín hiệu sơ cấp thành tín hiệu thứ cấp, làm cho cái quá trình truyền thông tin sẽ được tiếp tục vào bên trong. Ví dụ như ở đây nó đáp ứng với lại CAMP để kích hoạt cái quá trình tổng hợp một cái phân tử protein. Ví dụ khi thụ thể G protein nhận một phân tử tín hiệu sơ cấp, đó là các hormone. Hormone, ví dụ như ở đây các bạn có thể nhìn thấy, thì nó làm khởi động cái hoạt tính của G protein. G protein này nó sẽ tách khỏi protein G, gắn vào enzyme adenine cyclase, làm cho enzyme này được hoạt hóa và có hoạt tính. Enzyme adenine cyclase có hoạt tính sẽ xúc tác quá trình chuyển hóa phân tử ATP thành CAMP. Các phân tử CAMP này là một loại tín hiệu thứ cấp
Nó tiếp xúc trực với lại cái quá trình phosphorin hóa các protein nội bào, giúp có quá trình tín hiệu truyền đến các bộ phận tiếp theo, và ở đây đó là cái trả lời tín hiệu thông qua những cái bên trong cơ thể. Đây là cái cơ chế quá trình điều hòa hoạt động của cái protein G. Các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là cái protein cụ thể, đây là G protein. Khi một cái phân tử tín hiệu nó tiếp xúc với lại cụ thể protein thì nó gây ra cái quá trình chuyển đổi GDP và tạo thành GTP. Lúc này nó sẽ tiếp xúc với lại hai cái cụ thể protein lại, và nó sẽ chuyển tiếp cái GTP này, sẽ chuyển đổi thành GDP. Nó tích hợp ba cái tiểu phần này lại với nhau. Loại thứ hai là cụ thể enzyme. Trên màng tế bào thì có rất là nhiều loại enzyme có chức năng. Đây là các cụ thể tiếp nhận cái tín hiệu tham gia vào quá trình truyền đạt thông tin của tế bào. Dựa vào cấu trúc của cụ thể, người ta chia các cụ thể enzyme thành các nhóm. Cụ thể liên kết thiocine tiaza, cụ thể enzyme tyrosine phosphatasa. Trong đó, cụ thể enzyme tyrosine kinase là một nhóm cụ thể có vai trò quan trọng, có thể tiếp nhận nhiều loại thông tin khác nhau và tham gia vào quá trình xử lý thông tin ở nhiều loại tế bào. Cụ thể liên kết tyrosine kinase là nhóm cụ thể gồm hai cái thành phần. Thành phần thứ nhất thường là một hoặc là hai phân tử protein xuyên màng. Thành phần thứ hai là các phân tử enzyme tyrosine kinase nằm phía trong của màng tế bào. Đây, trên sơ đồ các bạn có thể nhìn thấy. Thứ nhất là cái phần tiếp nhận cái thông tin, và phần thứ hai là tyrosine kinase. Đây là hai phần của cụ thể tyrosine kinase. Hai cái phân tử protein xuyên màng liên kết chặt chẽ với các phân tử enzyme tạo thành một cái dạng là cụ thể kép. Cụ thể liên kết tyrosine kinase có thể tiếp nhận nhiều cái loại tín hiệu sơ cấp như là các cytokine giống như là interferon, các yếu tố tăng trưởng biểu mô, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi, yếu tố tăng trưởng tiểu cầu, vân vân. Cụ thể liên kết enzyme tyrosine kinase tham gia vào điều hòa nhiều hoạt động sống của tế bào, điều hòa quá trình sinh trưởng, quá trình biệt hóa tế bào, hoặc là một số những cái quá trình trao đổi chất trung gian. Bình thường thì cái cụ thể tyrosine kinase này thì nó ở trạng thái là bất hoạt, và hai cái phân tử enzyme kinase sẽ tách rời nhau. Nhưng mà khi các phân tử tín hiệu gắn vào cụ thể, đây là hai phân tử gắn vào cụ thể, làm cho hai cái phân tử enzyme tyrosine kinase gắn kết với nhau và trở thành cái dạng là hoạt động. Cụ thể này có hoạt tính xúc tác thực hiện các phản ứng phosphorin hóa protein cơ chất, làm cho tín hiệu được khuếch đại hoặc truyền qua các phân tử nhận tín hiệu tiếp theo hoặc đến các bộ phận cần thiết ở trong tế bào. Ở trạng thái hoạt động, cụ thể liên kết enzyme tyrosine kinase có thể tiếp nhận nhiều tín hiệu đồng thời, do ở phần cuối của mỗi enzyme tyrosine kinase có 5 gốc tyrosine có thể được phosphorin hóa và làm cho cái cụ thể enzyme tyrosine kinase có thể tiếp nhận và trả lời khoảng 10 cái phản ứng cùng một lúc. Cụ thể enzyme thứ hai là cụ thể enzyme insulin. Cụ thể enzyme insulin là dạng đặc biệt của cụ thể liên kết enzyme tyrosine kinase. Cụ thể insulin gồm có hai thành phần. Phía bên ngoài màng tế bào gồm có hai chuỗi peptide alpha và hai chuỗi beta liên kết với lại enzyme tyrosine kinase ở phía trong. Cụ thể insulin chỉ tiếp nhận các tín hiệu đó là phân tử insulin, có vai trò quan trọng trong cái sự điều hòa và giữ vững cân bằng hàm lượng gluco trong máu của cơ thể động vật. Các chuỗi polypeptide alpha nằm phía ngoài mà sinh chất là cái vị trí tiếp nhận của phân tử insulin. Các chuỗi beta
thì nó gắn với lại cái cụ thể enzyme tyrosinase. Đây là cái nơi thực hiện các phản ứng tương tự như là phosphorin hóa, chuyển nhóm cái gốc phốt phát từ phân tử ATP, vân vân. Phản ứng tự phosphorin hóa thì làm cho enzyme có thể tự xúc tác quá trình phosphorin hóa các protein đích khác, và nó giúp cái thông tin được truyền từ thụ thể là insulin tới bảo quan trong tế bào chất hoặc là tới thể nhân. Quá trình này tiếp nhận và truyền thông tin của thụ thể insulin thì cần có sự tham gia của các phân tử cơ chất đáp ứng với lại insulin. Thụ thể thứ ba là thụ thể enzyme hoạt tính. Thụ thể enzyme hoạt tính là các phân tử enzyme hoạt tính trên màng sinh chất có thể thực hiện chức năng tiếp nhận và truyền thông tin. Khác với lại thụ thể liên kết enzyme có cấu tạo hai thành phần, các thụ thể enzyme có hoạt tính thì có cấu tạo là một thành phần. Thụ thể enzyme hoạt tính cấu tạo từ một phân tử enzyme xuyên màng hoặc là một protein hoạt tính trên màng tế bào. Ở các thụ thể enzyme hoạt tính, phần nhô ra bên ngoài là vị trí tiếp nhận, như ở trên hình các bạn có thể để ý thế đây. Phần nằm phía trong màng tham gia vào quá trình phosphorin hóa hoặc là tự phosphorin hóa protein cơ chất. Tùy theo tính chất đặc hiệu và khả năng tiếp nhận tín hiệu khác nhau của các loại enzyme hoạt tính trên màng tế bào, mà thụ thể enzyme hoạt tính được chia làm nhiều loại, ví dụ như là guaninase, phosphotyrosin, tyrosin kinase hay là thụ thể cytokine. Mỗi một loại thụ thể enzyme hoạt tính có khả năng tiếp nhận các loại tín hiệu khác nhau, thực hiện quá trình chuyển tín hiệu theo các cơ chế khác nhau. Ví dụ như là cái thụ thể enzyme guanylate cyclase tiếp nhận tín hiệu chủ yếu từ các peptide hormone, xúc tác cái quá trình chuyển hóa GTP thành cGMP thẳng vòng. Phân tử GMP dạng vòng này thì lại gây kích thích làm giãn các tế bào cơ tim và kích hoạt cái bơm canxi 2 cộng hoạt động, đảm bảo nó duy trì cái nồng độ canxi 2 cộng thấp ở bên trong tế bào. Thụ thể enzyme tyrosinase hoạt tính có thể tiếp nhận được nhiều loại tín hiệu khác nhau. Loại thụ thể thứ ba là thụ thể kênh vận chuyển ion. Các phân tử protein đặc hiệu trên màng tế bào chất thì có thể kiểm soát các ion qua màng. Thụ thể ion bình thường ở trạng thái bất hoạt khi nhận tín hiệu thì gắn với lại các phân tử tín hiệu thì nó được kích hoạt và trở thành dạng có hoạt tính. Ở trạng thái có hoạt tính, các thụ thể kênh vận chuyển ion có thể thay đổi cấu tạo phân tử protein, hình thành một cái khe hở cho các ion màng vào hoặc là ra khỏi tế bào. Khi tín hiệu tách khỏi thụ thể thì phân tử protein trở về trạng thái bất hoạt ban đầu, kênh vận chuyển trở về trạng thái là đóng. Trong tế bào cơ, thụ thể vận chuyển ion được hoạt hóa khi mà tiếp nhận cái tín hiệu sơ cấp. Trong một số cái tế bào khác, thụ thể kênh vận chuyển ion có thể được hoạt hóa bởi sự thay đổi điện thế màng. Khi có sự chênh lệch điện thế màng tế bào, các thụ thể này ở trạng thái có hoạt tính, tạo khe mở cho các ion đi qua màng. Cơ chế hoạt hóa cụ thể kênh vận chuyển ion nhờ chênh lệch điện thế màng và thường gặp trong các quá trình truyền tín hiệu xung thần kinh. Tất cả các xung thần kinh được tạo ra thông qua các cụ thể liên kết kênh ion. Sự giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh thì làm cho các kênh ion trên tế bào thần kinh cho phép các ion đi vào trong tế bào. Hoạt động này sẽ được truyền qua tế bào thần kinh và dọc theo sợi trục của nó. Trên màng tế bào có nhiều loại thụ thể khác nhau, có vai trò khác nhau trong quá trình tiếp nhận và xử lý các loại tín hiệu. Ngoài các thụ thể nói trên còn có nhiều loại thụ thể protein khác, ví dụ như là thụ thể protein neo, thụ thể protein notch. Loại thụ thể tiếp theo đó là thụ thể nội bào. Thụ thể nội bào là những thụ thể nằm bên trong tế bào chất, trong nhân hoặc là trong các bảo quan của tế bào. Thụ thể nội bào có thể được cấu tạo từ các phân tử protein, lipoprotein, enzyme, v.v.
Có nhiều loại tín hiệu khác nhau. Các tín hiệu như là steroid, các loại corticoid được tiếp nhận bởi các thực thể nội bào. Mỗi loại thực thể nội bào khác nhau thì có thể tiếp nhận những loại tín hiệu nhất định. Ví dụ như là thực thể acetyl-CoA tiếp nhận các phân tử acetylcholine. Thụ thể IP3 tiếp nhận các phân tử là canxi 2 cộng. Thụ thể PPAR thì tiếp nhận các chất tăng sinh như là peroxisome tham gia vào cái quá trình phiên mạng của tế bào. Thụ thể acetylcholine là thụ thể nội bào nằm trên màng sau synapse, đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền tín hiệu thần kinh. Thụ thể acetylcholine thì cấu tạo từ 4 chuỗi polypeptide, khối lượng phân tử khoảng 268 kilodalton. Thụ thể acetylcholine đóng hoặc mở là do các ion Na cộng và K cộng đi qua khi có sự chênh lệch điện thế giữa hai phía của màng. Đây là sơ đồ, một cái sơ đồ mô tả cái hoạt động của thụ thể nội bào. Đầu tiên, steroid là một cái hormone, tín hiệu hormone, nó sẽ đi qua, dễ dàng đi qua cái màng tế bào để vào tế bào chất. Sau đó, steroid này sẽ tác dụng với lại thụ thể nội bào. Đây là một cái tín hiệu. Thụ thể nội bào được kích thích và trở nên có hoạt tính. Sau đó, thụ thể nội bào này có thể đi vào nhân và kích hoạt cái đoạn ADN để tổng hợp một cái phân tử protein để tạo ra cái phân tử protein mới để đáp ứng lại với lại cái tín hiệu steroid đã đưa vào tế bào.